Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với bài học của Vinh TV. Các em ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về con bạch tuộc nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Đây là con bạch tuộc. Đây là con bạch tuộc. Bạch tuộc là loài động vật thân mềm sống dưới đáy biển. Bạch tuộc là loài động vật thân mềm sống dưới đáy biển. Con bạch tuộc này đang ở đâu? Con bạch tuộc này đang ở đâu? Con bạch tuộc này đang ở dưới đáy biển. Con bạch tuộc này đang ở dưới đáy biển. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là xúc tu của bạch tuộc. Đây là xúc tu của bạch tuộc. Một con bạch tuộc có 8 xúc tu. Một con bạch tuộc có 8 xúc tu. Một con bạch tuộc có 3 trái tim. Một con bạch tuộc có 3 trái tim. Bạch tuộc có thể đổi màu để ngụy trang. Bạch tuộc có thể đổi màu để ngụy trang. Thank you.
Bạch tuộc quả là một loài động vật hấp dẫn đúng không nào các em? Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em nhớ theo dõi các bài học tiếp theo của Pink TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.